Nếu mà nhịp nhịp nhanh, phức bộ khối ít rộng mà nó không đều thì thường á, là các anh chị phải nghĩ tới những cái rối loạn nhịp mà trên thất nó dẫn truyền lạc hướng xuống thất nha. Do đó cái vấn đề đều không đều rất là quan trọng. Ở đây mình thấy nhịp tim này đều không? Tần số là khoảng trăm trăm rưỡi trăm sáu chục lần phút, tại nó cách nhau khoảng 2 ô ha, 2 ô trăm rưỡi lần phút rồi. Thường một cái nhịp nhanh mà phức bộ có ít rộng đều thì mình phải nghĩ ngay tới là nhịp nhanh gì, nhanh thất. Trừ khi nào có chứng cứ nào chứng tỏ nó là trên thất, cái tiếp theo là bạn phải coi coi nó có B hay không, và có mối liên hệ giữa B và QX như thế nào. Ở đây thì mình thấy cảm giác ở V1, ở D2 thì thấy có B, giống như có B ha, có B. Nhưng mà hình dạng sóng B này nó là sao? Nó không có phù hợp với lại thường thường ở D2 là nó hình là một cái hình tròn đều, còn cái này nó hai pha. Ở V1 cũng thấy ha. Thì cái này, hoặc là nếu mà mình không để ý cái này thì mình dễ đọc đây là nhịp nhanh xoang, nhịp nhanh xoang à, nhịp nhanh xoang. Nếu à, còn còn nếu mà không thấy cái phức bộ của sóng B thì mình lại đọc là nhịp nhanh thất, đúng không? Nếu có thấy B thì đọc là nhịp nhanh xoang. Nhưng mà nếu mà B mà không hình dạng nó không phù hợp với lại B xoang thì cái này có thể là nhịp nhanh nhỉ, nhanh nhỉ. Nhưng mà các bạn nhớ là ở đây ngoài cái một cái chữ cực nhỉ ở đây ra, sóng B ở đây ra, mình còn thấy ở đây nó có một sóng B nữa nè, hai B, 2B thì cho một phức bộ QRS, 2B cho một phức bộ QRS, và tần số của sóng B này là khoảng 300, và 2B cho một phức bộ QRS. Như vậy khi mà tần số của B mà tới 300 thì bạn nghĩ tới gì? Tới cuồng nhĩ ha. Cuồng nhĩ thì thường cái tần số của cuồng nhĩ là sao? Mình nói B nhưng mà thực tế nó là sóng gì? F lớn ha, sóng F lớn, hình răng cưa rất là đều đặn. Nhưng mà bởi vì nhịp nhanh quá mình không thấy hình răng cưa rõ, mà mình chỉ thấy hai cái sóng F lớn cho một phút bộ QRS. Và mình nhìn kỹ lại ở gì? Ở D2 thì nếu mình che đi cái phức bộ QRS và mình nói lại nha, nói lại thì rõ ràng nó là một cái hình răng cưa rất là đều đặn nha. Che phức bộ QRS đi nha, và nói các cái sóng lại thì mình thấy là 2B cho một phức bộ QRS, 1 2 cho một phức bộ QRS nè, 1 2 cho một phức bộ QRS. Như vậy đây là một cái cuồng nhĩ mà nó dẫn truyền 2-1, tức là hai sóng F mới cho một phức bộ QRS. Ngoài ra nó còn cái gì nữa? Nếu mà cuồng nhĩ mà dẫn truyền 2-1 thì phức bộ QRS nó thường đi từ nhĩ xuống thất, đi qua hệ thống His của Kinza thì nó khử cực hai thất cùng lúc, thì thường là phức bộ QRS nó phải hẹp, còn ở đây nó rộng, tức là nó phải kèm theo lóc nhánh. Lóc nhánh gì ở đây? Ở đây mình thấy ở V1 là nó âm, đây là lóc nhánh trái ha, lóc nhánh trái. Tóm lại đây là một cái rung nhĩ dẫn truyền 2-1 kèm theo lóc nhánh trái. Nếu mà các anh chị coi trục á, trục điện tim á, thì thấy cả D1 dương, D2 dương, cả hai cùng dương là trục trung gian. Nhưng mà nếu anh chị lấy D1 và AVF thì thấy nó xa nhau ra là trục lệch trái. Như vậy thực tế là bệnh nhân này thì, tại vì cái trục điện tim mình á, là quy định là từ trừ 30 cho tới cộng 90 độ, thì nếu nó ở trong khoảng từ trừ 30 tới tới 0 độ á, thì lúc đó nó cũng có thể, nếu mình dùng D1 và AVF á, thì lúc đó nó vẫn là trục lệch trái nha các anh chị. Như vậy thực ra thì trục vẫn là trung gian nhưng mà cái khuynh hướng trái thôi, tức là nó nằm giữa 0 và trừ 30 độ, 0 và trừ 30 độ. Rồi các anh chị thấy rõ không? Do đó quan trọng nhất là phải tìm kiếm chi một cái nhịp nhanh phức bộ QRS rộng đều thì mình phải tìm kiếm có sóng B không, có mối liên quan không. Đây là có mối liên quan giữa B và QRS. Còn nếu mà nó không có mối liên quan giữa B và QRS, có nghĩa là có phân ly nhĩ thất. Mà nếu có phân ly nhĩ thất thì chắc chắn đó là nhịp nhanh thất rồi ha. Rồi điện tâm đồ tiếp theo các anh chị thấy sao? Cũng là nhịp nhanh phức bộ QRS rộng ha. Tần số này rất là nhanh ha, nhưng mà nó không đều, không đều.
À, mình thấy nó không đều, có những lúc nó sao phúc bộ khuyết nó bình thường à, mà phúc bộ khuyết bình thường á nếu nó đều mà tự nhiên có một cái dài phúc bộ khuyết bình thường á, thì cái nhát này gọi là nhát gì, nhát bắt được thất thì à, mình đã nghĩ là nó có phân ly nhĩ thất ha, à, nhịp thất, nhưng mà thực tế cái đầu tiên là nhịp tim là nó nhanh nhưng mà nó không đều thì mình không nghĩ tới nhịp nhanh thất rồi, cái này là phải là một cái rung nhĩ ha, rung nhĩ mà đáp ứng thất nhanh, rất là nhanh, tần số nó chắc khoảng 200 mấy đó, mình đếm từ đây tới đây chắc khoảng 230 lần một phút ha. Và có những cái nhát nè, nếu mà nó đều mà có những cái nhát như vậy phúc bộ khuyết hẹp là nhát bắt được thất, nhưng mà cái này trên cái điều cơ bản đầu tiên là nó không đều, chính vì không đều nên mình nghĩ đây là một cái rung nhĩ đáp ứng thất nhanh ha. Mà rung nhĩ thường thường phước bộ khuyết nó cũng hẹp, tại vì đó là rất là nhịp chân thất mà nó xuống thất theo con đường bình thường thì phước bộ khuyết hẹp, còn khi phước bộ khuyết rộng thì chỉ có hai khả năng thôi, một là nó bị lóc dẫn trường lệch hướng, tức là nó bị hoặc là nó lóc nhánh sẵn rồi, lóc sẵn trước đây rồi, hoặc là nó bị dẫn trường lệch hướng khi đi xuống quá cho cái tần số nó quá nhanh thì một nhánh nó đi sớm quá thì một nhánh nó vẫn còn lóc, một nhánh nó sẽ dẫn nha, đó là trường hợp thứ gọi là dẫn, nói chung là dẫn truyền lệch hướng. Trường hợp thứ hai là có thể nó đi qua đường dẫn truyền phụ, à, đi qua đường dẫn truyền phụ thì phước bộ khuyết cũng giãn rộng nhưng mà nó có thể có sóng đen delta, có sóng delta đây chắc đậm ha chắc à, và hôm chưa hôm hôm rồi mình học rồi, thứ nhất là cái tần số của nó rất là nhanh trên 200 lần một phút, và có những cái gì, có những cái lúc mà cái tần số giữa hai nhịp nè các anh chị thấy không, cách nhau có một ô thôi, giữa hai phút bộ khuyết cách nhau một ô là tần số có thể lên tới 300 lần một phút ha, mà 300 lần một phút thì nếu mà đi đi xuống theo nút nhĩ thất thì bắt buộc nút nhĩ thất nó phải chậm dẫn truyền, do đó tốc độ nó phải hạn chế tốc độ đi từ nhĩ xuống thất, mặc dù đáp ứng rất nhanh nhưng mà không quá tới 200 đâu. À, như vậy với cái tần số như vậy là mình phải nghĩ tới là đi qua đường dẫn truyền phụ, chỉ có thể đi qua đường dẫn truyền phụ thì nó mới dẫn truyền nhanh được ha, dẫn truyền nhanh thì do đó tần số nó không bị cản lại ha. Rồi bởi vì thực tế là cái tần số của nhĩ, tần số của sóng ép nhỏ là từ trên 350 lần phút, từ 300 tới 6 cho 350 tới 600 lần phút lần nha, do đó nó dẫn qua đường dẫn truyền nhanh thì nó sẽ dẫn truyền nhanh hơn. À, do đó cái tần số nó sẽ nhanh hơn nhiều so với đi dẫn theo con đường bình thường là một. Cái thứ hai nữa là mình thấy hình dạng của nó, phước bộ khuyết nó rất là thay đổi ha, và đôi khi mình thấy cái sóng delta rất là rõ ràng ha. À, hình dạng nó rất là thay đổi. Tại sao hình dạng nó thay đổi thì hôm trước tôi có giải thích rồi, bởi vì cái phước bộ khuyết giãn rộng này nó được góp phần bởi hai thành phần, đó là thành phần khử cực sớm và thành phần còn lại là cử cực thất theo con đường bình thường. Như vậy cử cực thất sớm và cử cực thất con đường bình thường tùy theo cái tỷ lệ cái nào nhiều cái nào ít, mà cái hình dạng phúc bộ khuyết nó có thể hẹp hay là có thể rộng à, và đôi lúc có những lúc nó đi xa xuống theo con đường bình thường thì phúc bộ khuyết nó hẹp à, đây như vậy rõ ràng á, thì với cái những cái đặc điểm đó à, tần số rất là nhanh, hình dạng phúc bộ khuyết thay đổi nhiều thì mình nghĩ nhiều tới đây là một cái rung nhĩ kèm đáp ứng thất nhanh kèm với lại hội chứng Wolbachinsen White, tức là nó dẫn truyền xuống qua đường gì, đường phụ, dẫn truyền xuống ra đường phụ thì cái dẫn truyền xuống qua đường phụ nó có nguy cơ gì, tần số của thất nó quá nhanh nó có thể bị thoái hóa thành rung thất và có thể đưa tới rối loạn huyết động hoặc tử vong. Do đó những trường hợp như vậy thì thường thường phải cắt đốt đường dẫn truyền phụ nha. Ở đây bệnh nhân này còn có cái trục nè à, xa nhau à, là trục lệch trái nè à, trục lệch trái. Mà mình thấy R cao từ V1 tới V về ở V1, V2, V3 thì đây là tiếp B, tức là xin lỗi tiếp A à, Wolbachinsen White mà tiếp A à.
Rồi các bạn nhìn cái điện tâm đồ này thì mình thấy ở đây là nhịp tim đều ha, phức bộ QRS giãn rộng, tần số là bao nhiêu lần một phút? Khoảng 75 lần một phút. 75 lần một phút đều. Phức bộ QRS giãn rộng. Rồi, có B hay không? Mình nhìn thấy không thấy sóng B ở đâu hết. Tại vì nhìn không thấy sóng B ở đây đâu hết thì là cái đầu đầu tiên là mình không thấy sóng B. Còn nếu như bạn có hôm trước có bạn hỏi nếu mà mình thấy sóng B đi độc lập với lại phức bộ QRS và tần số của nó nhanh hơn tần số của thất thì lúc đó mình phải nghĩ tới là đủ tiêu chuẩn để mình chẩn đoán là lốc nhĩ thất độ 3 mà cái nhịp thoát nó là của thất nha. Chứ còn nếu mà vậy thì mình phải đọc là nhịp tự thất thôi chứ không thể nào mà đọc gọi là lốc nhĩ thất độ 3 được ha. Nha. Thì cái này là gọi là nhịp tự thất ha. Mà nhịp tự thất mà tần số khoảng 75 lần một phút tức là nó phải tăng từ động tính mà tăng từ động tính lên thì tần số nó tăng từ động tính lên thì tần số nó có thể đạt tới 100 thậm chí 120 lần một phút ha. Thì gọi là nhịp tự thất gia tốc ha, nhịp tự thất gia tốc. Ở đây mình nghĩ phức bộ kết giãn rộng này là thất, mình cũng sử dụng sơ đồ Ruida được để mình chứng minh là cái phức bộ kết là của thất. Thứ nhất là mình thấy trục là vô định, một cho một số cái yếu tố nhiều khi nó không có nằm trong cái sơ đồ Ruida nhưng mà đôi khi là giúp mình nghĩ nhiều tới cái nhịp nhanh thất. Thứ nhất là cái trục trục vô định, vô định tức là cả hai cùng âm là trục vô định, hay còn gọi là trục Tây Bắc á, nó hướng lên trên, trục hướng lên trên là mình phải phải nghĩ nhiều tới, có nghĩa là cái nó cứ cực thất từ dưới đi lên, tức là cái ổ phát nhịp nó là từ của thất hoặc là nó đi cùng chiều với AVR. Mình thấy ở AVR có sóng dương R ở AV, sóng dương ở AVR thì như vậy rõ ràng là nó đi cùng chiều với AVR, cứ cực từ dưới đi lên cùng chiều với AVR. Do đó nó sẽ cho sóng dương của AVR. Đó cũng đây là cũng là một đặc điểm để mình xác định là đây là có khả năng là cái rõ nhịp này là của thất trục nè, rõ là nhịp thất nè. Ngoài ra ngoài cái sơ đồ Ruida ra thì nhớ phức bộ của ếch mà nó giãn rộng trên 0,16 giây. Thường thường nó dẫn trường lệch hướng thì phức bộ của ếch nó cũng có giãn rộng nhưng mà ít khi nào vượt quá 0,14 giây, mà nó lớn hơn 0,16 giây thì cũng là một cái tiêu chuẩn để mình nghĩ nhiều tới cái đoạn nhịp đó là của thất. Ở đây thì mình thấy có một cái lốc nhánh phải ha, hình dạng lốc nhánh phải, thì điều đó chứng tỏ là cái ổ này nó nằm từ bên trái đi qua. Nhịp tự thất thì thường thường hay gặp ở những cái bệnh nhân sau tái tưới máu cơ tim, tức là bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau đó được dùng tiêu sử huyết hoặc là phẫu thuật bắt cầu thì tái thông được thì nó sẽ nó, cái rối loạn nhịp mà do tái tưới máu thường thường hay gặp là nhịp tự thất gia tốc. Thực tế cái ST chênh lên ở đây mà mình nói là nhồi máu thì cũng chưa chắc. Tại vì sao? Tại vì nó phải thay đổi ST T thứ phát chứ ha. Nhưng mà nếu mà nó trên cao quá trên 5 mm thì là bất thường. Thí dụ trong lốc nhánh thì nó phải thay đổi ST, nhưng mà nếu mà nó thay đổi mà ngược với bất thường thì mới là mình mới nghĩ, hoặc là nó trên lên thái quá ha. Nó trên lên thái quá, ví dụ trên 5 mm. Còn ở đây thì mình thấy ở thành trước này nó âm hết, chỉ có trục ở V1 là nó dương thôi, còn tất cả đều âm hết thì cũng có thể khả năng là nhồi máu tim của thành trước ST trên lên. Rồi, ở đây mình thấy nhịp nhanh phức bộ của ếch rộng và đều phải không? Tần số là khoảng 160-170 lần phút ha. Cách nhau chưa tới 2 ô ha. 160-170 lần phút đây ha. Và mình thấy là trục thì vẫn là hai cái gặp nhau là trục lệch gì? Trục lệch phải phải không? Trục lệch phải.
ở đây hình dạng cũng là hình dạng lóc nhánh phải ha. Thì các anh chị nhớ đầu tiên hết đó, mình sử dụng cái sơ đồ radar đó, thì mình đầu tiên hết đó là có dạng RS từ V1 V6 không. Ở đây thì thực tế mình nhìn thì cũng không có dạng RS, nhưng mà ở V6 nó mới có dạng RS đây ha, RS đây đúng không. Nhưng mà nếu mà mình qua cái tiêu chuẩn thứ hai, từ phần đầu của sóng R tới đáy sóng S lớn hơn 0,10 giây hơn, thì cái này nó lớn hơn 0,10 giây thì là nhanh thất ha. Rồi câu thứ hai là mình có thể trả lời nhanh thất rồi. Còn nếu mà câu này mình không đồng ý thì mình cho nó qua đi, thì có phân ly nhĩ thất không, thì ở đây mình không thấy sóng B, cũng không thấy một cái sóng, một cái phức bộ QRS nào nó hẹp hoặc nó trung gian để mình biết là có nhát bắt được thất hoặc là nhát phối hợp hay không. Thì bước thứ tư là dựa vào hình dạng của phức bộ QRS, thì hình dạng đây là hình dạng của một cái lóc nhánh phải. À, lóc nhánh phải mà mình thấy cái đỉnh thứ hai nó cao hơn đỉnh thứ nhất đúng không? Đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh thứ nhất, thì nó như vậy thì nó phù hợp với lại trên thất mà dẫn trường lệch hướng. Nhưng mà ở V6 thì không thỏa. Ở V6 thì R nhỏ và S sâu, chỉ có hai pha thôi. Và R nhỏ mà S sâu, và R trên S nó nhỏ hơn một. À, điều này chứng tỏ đây ở V6 này, hình ảnh này là hình ảnh của nhanh thất. À, tóm lại đây là nhanh thất nha, nhanh thất nha, nhịp nhanh thất chứ không phải là trên thất mà dẫn truyền lệch hướng nha. Như vậy có hai cái tiêu chuẩn để mình, đó là tiêu chuẩn thứ hai, và tiêu chuẩn về hình dạng là tiêu chuẩn thứ tư ha, để mình nghĩ đây là nhanh thất. Nếu mà lóc nhánh phải thì ở V6 nó phải là QRS. À, mà S nó rộng thôi, nó không có sâu. À, và tỷ lệ R cho S nó phải lớn hơn 1. Còn đây R cho S, đây có hai pha là RS và S nó sâu, thì đây là không phù hợp với hình dạng của lóc nhánh, mà đây phù hợp với hình dạng của nhanh nhanh thất nha. Rồi. Bạn nhìn cái điện tâm đồ này, mình thấy đây là nhịp xoang này, cái nhát này là nhát cơ bản, là nhát xoang nha, nhát xoang. À, có B đi trước nha, có B đi trước ở đây, cũng có B đi trước. À, B dương ở D1, D2. À, ABF thì mình không thấy nha. Như vậy thì D2 nó dương rõ, sóng B tròn đều, thì đây là nhịp xoang rồi nha, nhịp xoang. À, và mình thấy ở D3 nó có sóng Q rất là rõ. À, ở D2 thì sóng Q chưa thấy rõ, nhưng mà trên cái sóng cơ bản này mình thấy là cái gì, ST nó trên lên ở D2, trên lên ở D3. ABF thì mình không thấy, nhưng mà hai chuyển đạo là mình đã biết đây là nhồi máu cơ tim của thành gì, thành dưới rồi. À, đây nè, bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim của thành dưới và có hình ảnh soi gương đó các bạn. À, thấy ST trên xuống ở D1 đây, D1 AVL mình không thấy ha. À, như vậy rõ ràng có những cái chuyển đạo ST trên lên, có chuyển đạo, có hình ảnh soi gương, thì nó rất là đặc, tương đối là đặc hiệu cho cái nhồi máu cơ tim cấp. À, bệnh nhân này chắc là vô một cái nhồi máu tim cấp rồi. À, thì có một cái, sau đó là có một cái ngoại tâm thu thất nè các anh chị. Thì cái ngoại tâm thu thất này nó đến sớm và nó rơi trên nhánh xuống của sóng T. Các anh chị thấy không, rơi trên nhánh xuống của sóng T, có hiện tượng R trên T. Sau đó là có khoảng nghỉ bù trở về nhịp xoang. Đây nhịp nhát thứ ba cũng là nhát thứ tư là cũng nhát xoang này. Nhát thứ năm cũng là nhát xoang. Sau đó có một cái ngoại tâm thu thất cũng gây ra hiện tượng R trên T. Nhưng mà cái ngoại tâm thu thất này nó xuất hiện sớm hơn nữa. Ở đây nó còn ở chân chứ cái này nó hơi cao lên rồi ha. Và sau đó là nó khoảng nghỉ bù rồi trở về nhịp xoang. Sau đó một cái ngoại tâm thu thất đến sớm, rất là sớm nữa. À, nó gây ra hiện tượng R trên T và nó đưa tới cái gì, rung thất ha, rung thất, xoắn đỉnh rồi rung thất ha. Đây có những cái lúc đây xoắn đỉnh rồi rung. Vậy là tóm lại đây là nhịp xoang, bệnh nhân có một cái nhồi máu cơ tim cấp của thành dưới, có ngoại tâm thu thất, hiện tượng R trên T và có xoắn đỉnh dẫn tới rung thất nha.
Các bạn mà có thắc mắc cái gì thì hỏi liền cho nó dễ ha. Hỏi liền, cứ hỏi liền, không cần chờ tới cuối cuối bài đâu nha. Các bạn nghe không ạ? Nghe thầy. Thầy. Và cái điện tâm đồ này thì bạn thấy gì? Đây là giải nhịp T2 đây. Mình thấy đây là một cái nhịp nhanh. À, tần số là gần tới 200 lần một phút ha. À, đều. À, phức bộ QS rộng. Phải không? Nhanh đều, phức bộ QS rộng. Có B không? Không thấy sóng B ở đâu hết. À, vậy. Như vậy mình sẽ thấy bệnh nhân này có cái lóc nhánh gì, có trục lệch gì đây các anh chị, gặp nhau là trục lệch phải, và hình dạng của lóc nhánh gì, lóc nhánh trái ha, lóc nhánh trái. Thì mình thấy là bệnh nhân cái điện tâm đồ này nó không có dạng RS, mặc dù nó không phải là đồng âm đồng dương nhưng mà nó không có dạng RS các anh chị. À, nó hai cái này âm nè, rồi tất cả là dương, không có dạng RS. Mà không có dạng RS không nhất thiết phải đồng âm đồng dương nha. Thì mình phải nghĩ tới đây là nhanh thất rồi ha. Nhanh thất, mà nhanh thất thì hôm trước mình học nguyên nhân của nhanh thất thì có những trường hợp nguyên nhân đa số của nó là do bệnh tim thiếu máu cục bộ cấp hoặc là mạn ha. Là thường gặp nhất. Cái thứ hai là bệnh tim thực thể, nhưng mà không phải do thiếu máu cục bộ, ví dụ như là bệnh cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim phì đại, phải không, vân vân, thì đó là không phải là do thiếu máu cục bộ. Còn một trường hợp nữa có nghĩa là nhịp nhanh thất gặp ở một cái người khỏe mạnh, thường thường là mình phải coi chừng nó có xuất phát từ đường ra của thất phải không. Nếu nó xuất phát có nguồn gốc từ đường ra của thất phải thì thường thường trục nó sẽ lệch phải và lóc hình dạng của nó là lóc nhánh trái nha. Nếu mà thấy có hình dạng như vậy thì mình phải nghĩ tới là có nguồn gốc từ đường ra của thất phải. À, tóm lại đây là một cái quại tâm thu là nhịp nhanh thất mà có nguồn gốc từ đường ra của thất phải nha. Có thể gặp ở một người khỏe mạnh không có bệnh tim thực tổn nha, thực thể đi kèm. À, đây trục lệch phải nè, phức bộ QS nhịp nhanh, phức bộ QS rộng dạng lóc nhánh trái nha. Nhớ nếu anh nằm ở đường ra thất phải thì nó sẽ trục, nó sẽ lệch phải và lóc nhánh trái nha. Đây các anh chị thấy cũng là nhịp nhanh, phức bộ QS rộng đều, phải không các chị, đều à, đều rất là đều. Tần số này là cũng khoảng 180 190 chục lần phút ha, chục vẫn trung gian ha, chục trung gian. Nhưng mà nó có một cái đặc điểm gì? Câu hỏi đầu tiên của Ru sơ đồ Ruda thì ở đây mình thấy nó đồng gì các anh chị? Đồng âm. Với câu hỏi đầu tiên thì mình thấy nó đồng âm. Tức là nó không có dạng RS ở ở tất cả chuyên đạo trước tim thì là nhanh thất ha. Rồi, đây là nhanh thất nha. Ở đây thì mình thấy nhịp nhanh nhưng mà nó không đều, nó không rõ ràng, nó không đều. Phức bộ QS giãn rộng nhưng mà mức độ giãn rộng nó cũng không có quá rộng, đúng không? Và mình thấy ở đây là không đều như vậy mà cũng không có B gì hết thì đây là rung nhĩ ha, rung nhĩ mà kèm theo lóc nhánh. Rung nhĩ mà muốn phức bộ QS giãn rộng là phải lóc nhánh, đây là hình dạng của lóc nhánh phải ha. Trục thì lại lệch gì phải nữa ha, trục lệch phải ha. Phải trục lệch phải đây. Và điện thế ngoại biên nó có vẻ thấp ha, điện thế ngoại biên thấp ha. Thì các anh chị phải nghi ngờ tới là có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gì không ha. Bệnh nhân này có hình dạng lóc nhánh nhánh phải đây ha, nhưng mà ít còn sâu ở V5, V6. Đúng ra lóc nhánh phải thì ít sẽ rộng thôi chứ không sâu. Nếu mà ở V5, V6 mà mình thấy sâu, R ở V1 mà mình thấy nó cao, trên
11 mm. Thì như vậy ngoài cái lóc nhánh phải thì bệnh nhân là có khả năng có dày thấp phải đi kèm nữa, phù hợp với trục lệch phải nè. Tại vì lóc nhánh phải thường thường nó không thay đổi trục cơ điện tim, nhưng mà lóc nhánh phải mà nó kèm theo trục lệch phải thì các anh chị phải nghi ngờ tới dày thất thất phải, hoặc nó lóc phân nhánh trái gì trái trái sau, lóc phân nhánh trái sau. Với điều kiện mình nghĩ tới lóc phân nhánh trái sau khi nào nó không có loại trừ dày thất phải, nhưng mà ở đây mình có tiêu chuẩn của dày thất phải rồi thì mình không đọc lóc phân nhánh trái sau nha các anh chị nha. Có một cái nguyên nhân giải thích cái trục lệch phải này là do dày thất phải rồi thì mình không đọc là lóc phân nhánh trái sau, đúng không? Cái này có nhiều bạn thì có nhiều bạn khi đi thi thì đọc là nhồi máu phổi nha, tại vì nó là S1Q3T3, S1Q3T3. Nhưng mà nhớ các anh chị nhớ thì nhồi máu phổi là một cái tâm phế, nó gây ảnh hưởng tới tim phải, là tâm phế cấp mà tâm phế cấp á, thì có thể trục lệch phải được, nhưng mà nó đâu có biểu hiện của dày thất phải được, đúng không? Tại vì nó cấp thì đâu có thể nào dày thất phải liền được. Do đó trong khi á, bệnh nhân á, là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì lại đọc là tâm tâm phế mạn mà thành đọc thành tâm phế cấp, nhồi chuyên tắc phổi, nhồi máu phổi thì không sao, đúng rồi nha. Tóm lại đây là một cái rung nhĩ đáp ứng thất nhanh kèm theo lóc nhánh phải, có trục lệch phải và dày thất phải. Ở đây thì mình thấy phức bộ khuy ết giãn rộng đều, phải không? Rất rộng đều ha. Mà đồng gì các anh chị? Đồng âm hết ha, đồng âm hết. Thì câu hỏi đầu tiên của Rubera thì mình của cái lưu đồ Rubera thì đây là nhanh thất rồi. Ngoài ra củng cố thêm là mình thấy trục đây là trục gì? Trục vô định nè, ha, trục vô định. Và sóng R dương ở AVR, AVR sẽ có sóng R dương thì càng củng cố thêm đây là nhanh thất ha. Nhịp nhanh thất. Phức bộ khuy ết rộng rất là nhiều trên 0,16 giây nha. Cái này nó rộng gần 4 ô, 4 ô, khoảng 4 ô, gần 5 ô ha, trên 0,16 giây. Đây cũng là nhịp nhanh, phức bộ khuy ết rộng, rộng nha, đều. Phải không? Đều, rất là đều ha. Đều. Trục thì lệch trái ha, xa nhau trục lệch trái nha, trục lệch trái. Và ở đây mình thấy có dạng RS, do đó mà có dạng RS thì câu hỏi số 1 không thỏa, thì mình qua câu hỏi thứ hai là từ khởi đầu sóng R tới đáy sóng S. Đây nè, các anh chị lấy cái này cũng được ha. Khởi đầu sóng R tới đáy sóng S nó lớn hơn 0,10 giây, tức là nó rộng hơn 2,5 ô, 2,5 ô. Thì với cái tiêu chuẩn thứ hai này mình đọc đây là nhanh thất. Còn nếu không được thì qua tiêu chuẩn thứ ba là mình coi có sóng B độc lập không. Ở đây thì chỗ này có thấy một chút đây không thấy rõ lắm, đây đây nếu mà mình thấy hoạt động đây nè, không thấy cái này không có rõ ràng lắm, thì do đó mình qua câu hỏi thứ tư là dựa vào hình dạng của phức bộ QRS nha. Thì cái hình dạng phức bộ QRS nếu mà đã câu hỏi thứ hai thỏa rồi đâu cần tới câu hỏi thứ tư nha. Rồi tóm lại đây là nhịp nhanh thất nha. Cái này cái đồng dạng âm ở chuyển đạo chức ngực á, là tác giả ghi nha các anh chị, dựa vào cuốn sách này, cuốn sách về rối loạn nhịp thì tác giả đọc á, là đồng dạng âm ở chuyển đạo chức ngực, nhưng mà mình nhìn kỹ á, thì thực tế cái này nó đâu có đồng dạng âm mà nó có dạng RS, đúng không? Còn nếu mà mình xét nó có sóng âm thì sóng âm nó vẫn là ưu thế, đúng rồi, nhưng mà nó nếu mà nó đồng dạng âm là phải âm hết nha. Âm hết. Còn ở đây thì nó còn có những lúc nó cũng có dương nè, thí dụ ở V6 nó dương thì mình không gọi là đồng dạng.
âm được, mình đâu có gắn ghép nó được. Do đó mình sẽ sử dụng tiêu chuẩn thứ hai là từ đầu sóng R tới đáy sóng S lớn hơn 0,10 giây. À, tiêu chuẩn thứ hai nó thỏa. Trục lệch trái cũng là cái gợi ý là của cũng gợi ý là trục hướng về lên trên đó, ha, cũng gợi ý tới là nhịp nhanh thất nha. Ở đây thì mình thấy cũng phức bộ của S rộng, nhìn thoáng qua thì thấy nó đều, phải không? Nhưng mà đây là chỗ đóng khung của người ta nè, mình thấy nó không đều, không, nó không đều. Chỉ cần một cái đoạn nó không đều thôi, không đều nhẹ nhẹ thôi. À, thì mình phải nghĩ ngay là coi chừng đây là rung nhĩ không, nha. À, rung nhĩ ở trên đây cũng vậy nè, đây nè, chỗ này nó không đều, thì phải nghĩ tới rung nhĩ. Mà rung nhĩ mà phức bộ khuế ít giãn rộng thì đây là lóc nhánh, mà đây là lóc nhánh trái. Tóm lại đây là rung nhĩ đáp ứng thất nhanh kèm với là lóc nhánh trái trục vẫn trung gian, ha chứ anh chị ha. Rung nhĩ đáp ứng thất nhanh kèm với lóc nhánh trái, chính nhờ cái không đều mà mình nghĩ tới, không phải là nhịp nhanh thất. Ở đây thì mình thấy cũng là nhịp này nó cũng nhanh, nó lớn nhỏ hơn 3 ô một chút, nó khoảng trăm trăm lẻ mấy, 110 lần phút thôi, 110 lần phút đều. Và mình coi có B không, rõ ràng có B nha. B hình dạng sóng B giống nhau, sóng B dương ở D1, D2 và ABF. Ở ở B1 cũng có sóng B 2 pha nè các anh chị, hình dạng nó giống nhau, khoảng B là hẳn định. Như vậy tóm lại đây là nhịp xoang. À, nhịp xoang mà tần số trên trăm lần phút gọi là nhịp nhanh xoang. À, nhịp nhanh xoang thì nhịp xoang mà phức bộ khuếch giãn rộng thì như vậy nó phải kèm theo lóc nhánh, đúng không? Lóc nhánh gì các anh chị nhìn thấy ở V1 sóng âm, đây là lóc nhánh trái, hoặc là thấy chữ M ở V6, đây là hình ảnh lóc nhánh trái nha. Đây M ở V6 lóc nhánh trái rất là điển hình, dạng QS ở V1, V2. Ở V6 không có sóng Q mà chỉ là R có móc, giãn rộng có móc. Trục lệch trái nha, trục lệch trái. Xa nhau là trái này, trục lệch trái. Tóm lại đây là một cái nhịp mà nhanh xoang kèm theo lóc nhánh trái, trục lệch trái. Các anh chị nhớ là lóc nhánh trái thì nó có thể kèm theo trục lệch trái hoặc là bình thường. À, nhưng mà lóc nhánh phải thì nó không thể là làm thay đổi trục liên tim, trục phải bình thường. Còn nếu mà thay đổi trục thì các anh chị phải coi lại nó có dày không, dày thất trái, dày thất phải không, hoặc là nó có lóc phân nhánh đi kèm hay không. Ở đây cũng là nhịp nhanh, phức bộ của ếch giãn rộng nhưng mà nói là sao không đều, thì mình nghĩ ngay tới đây là một cái rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. Rung nhĩ đáp ứng thất nhanh mà cái hình dạng ở đây là lóc nhánh gì, lóc nhánh trái nha, lóc nhánh trái ha. Tóm lại đây là một cái rung nhĩ đáp ứng thất nhanh kèm theo lóc nhánh trái, trục này vẫn trung gian, cả hai cùng dương là trục trung gian. Nhưng mà nếu anh chị lấy D1 và ABF thì là trục lệch, cũng lệch trái nha. Nói chung trục này nó khuynh hướng trái nha. Ở đây cũng là nhịp nhanh, phức bộ của ếch giãn rộng đều, tần số khoảng 130, 140 lần phút đó, ha. Đúng không? Mình thấy có sóng B đi độc lập nè, với lại phức bộ QRS, thì đây là có phân ly nhĩ thất, thì khi có phân ly nhĩ thất thì mình nghĩ ngay tới nhịp nhanh thất, đúng không? Ngoài ra bệnh nhân này lại có cái hình trục là lệch phải nè các anh chị, và hình dạng lóc nhánh gì, lóc nhánh trái, trục lệch phải và hình dạng lóc nhánh trái, là mình phải nghĩ tới nhịp nhanh thất mà có nguồn gốc từ đường ra của thất gì, đường ra của thất phải, có nguồn gốc từ đường ra của thất phải.
thì kỹ hơn thì mình đọc là nhiệm nhanh thất đơn giản, tại hình dạng nó giống nhau ha, trên thất trên cùng một chuyển đạo thì mình gọi là nhiệm nhanh thất đơn giản. Trên cái điện tâm đồ này thì mình thấy có hai cái, một giải nhịp đây, đây giải nhịp nè, đây giải nhịp nhưng mà nhịp nhanh ha, từ 3 nhịp trở lên thì một hai dưới 3 thì mình gọi là nhát, còn từ 3 nhịp trở lên thì mình gọi là 3 nhát trở lên thì mình gọi là giải nhịp ha, giải nhịp thì đây là nhịp nhanh phức bộ khứ hết rộng, nhịp nhanh phức bộ khứ hết rộng. Và mình thấy đây trên nền là bệnh nhân có nhịp xoang phải không, đây là nhịp xoang nè, D2 có B dương nè, khoảng BR khẳng định ha, B dương, ba cái nhịp, hai cái nhịp xoang, một cái có vẻ là dẫn truyền lệch hướng phức bộ QRS, nó hơi khác cái hơi khác với lại bình thường, và sau đó là nhịp nhanh, khả năng là nhịp nhanh thất nhiều hơn ha, nhịp nhanh thất, hình nhịp nhanh thất, đây là nhịp nhanh thất ngắn nha, ngắn tức là nó dưới 30 giây hoặc là nó dưới 100 nhịp thì gọi là nhịp nhanh thất ngắn. Ở đây thì mình thấy có ngoại tâm tu thất ha, mà có hiện tượng AR trên T nè ha, hiện tượng AR trên T đây, và đưa tới một cái nhanh thất nha. Ở đây là mình thấy là lăn tăn không đều, tần số nhanh, đây là rung thất ha, rung thất, rung thất. Điện tâm đồ này thì nó không cho mình biết là D mấy hết á, nhưng mà mình thấy nếu mà đây là D1 thì cũng hơi bất thường, là mình thấy sóng B nó âm, D2 nó cũng âm, D3 thì thấy không có rõ lắm như vậy thì coi chừng nó không có đây nè, đúng không, coi chừng nó không phải là nhịp xoang mà đây là nhịp bộ nối ha, nhịp bộ nối nha, tại vì nếu mà nó âm ở D2, D3 với F thì là nhịp bộ nối, còn nếu nó âm luôn ở D1, cái chỗ này mình không biết là phải D1 không, đây đây là âm, âm D1 thì nó không âm đâu ha, nếu mà D1 bao giờ cũng dương ha, nếu D1 âm thì mình phải coi lại coi có mắc lộn điện cực hay là gì không, nhưng mà đơn giản thôi, cái điện tâm đồ này không biết là D mấy mình không biết được, do đó mình chỉ thấy ghi nhận là nó có sóng âm ha, chứ còn mình không biết D mấy mình rất là khó kết luận mà thường D1 thì không bao giờ âm, D1 mà nó âm là chỉ gặp trong hai trường hợp, đó là mắc lộn điện cực hoặc là đảo ngược phủ tạng ha, đảo ngược phủ tạng. Còn ở đây mình thấy một cái nhịp nhát phức bộ QRS hẹp, có khả năng là xoang hoặc là không phải xoang thì đó là nhĩ nha, hoặc là bộ nối, và sau đó là có một cái ngoại tâm thu của thất đến rất là sớm trên nhánh xuống của sóng T, và sau đó mình thấy có hai cái ngoại tâm thu nhĩ, rồi sau đó là một khoảng nghỉ nghỉ bộ và nghỉ bộ, rồi sau đó là mình thấy có một cái ngoại tâm thu thất có hiện tượng AR trên T, và nó đưa tới một cái nhanh thất đa dạng, mà nó làm sao nó xoắn quanh một cái trục, đầu tiên là mình thấy âm dương âm xoay quanh cái trục thì đây là xoắn đỉnh, xoắn đỉnh nhịp xoang, có khả năng chưa chắc là nhịp xoang, có khả năng là đây là nhịp bộ nối ha, hoặc là rồi có ngoại tâm thu thất có hiện tượng AR trên T, không biết có QT dài không, mình nếu mà dài mình sẽ đo có QT nó có dài không, và có hiện tượng AR trên T và xoắn đỉnh.
sấn đỉnh thì là một cái nhịp nhanh thất đa dạng rồi ha. Này là các anh chị thấy đây là giải nhịp của cụm người nè ha. Thì đầu tiên hết là mình thấy một cái ngoại tâm thu hai hai cái phức bộ của ếch giãn rộng mà nó khác hình dạng, nó khác nhau. Khả năng đây là nhịp xoang ha, nhịp xoang có B đi trước, phức bộ của ếch hẹp nè, và kế tiếp là có hai cái ngoại tâm thu thất đi thành cặp, nhưng mà nó cũng từ nhiều ổ khác nhau. Ngoại tâm thu thất đa đa dạng mà đi thành cặp trở về nhịp xoang. Rồi có năm cái ngoại tâm thu thất bắt đầu bằng một cái ngoại tâm thu thất có hiện tượng R trên T nha. Rồi trở về một cái phước bộ kế ếch hẹp lại nè. Rồi hai cái ngoại tâm thu thất đi thành cặp nè, trở về nhà cái nhát này không biết là bộ nối hay là gì đó, không có B đi trước rõ, và hai cái ngoại tâm thu thất đi thành cặp tương tự. Rồi sau đó là một cái giải xoắn gì, xoắn định ha. Như vậy đây là ngoại tâm thu thất, cái này là ngắn, còn đây là ngoại tâm nhanh thất ngắn, đây là nhanh thất hoặc là nhanh thất không kéo dài, đây là nhanh thất không kéo dài, còn đây là nhanh thất kéo dài đa dạng, kéo dài gọi là xoắn đỉnh ha, đây là xoắn đỉnh. Ở đây thì mình thấy một cái nhịp nhanh phức bộ của ếch rộng đều ha, đều đúng không, đều đều nha. Và ở đây mình thấy có một cái sóng lạ lạ ha, đây nè, cái sóng này nó hơi lạ, thì cái nhát này có thể là nhát hỗn hợp, có khả năng là nhát hỗn hợp và nhìn thì phức bộ của ếch đồng gì, đồng dương hết. Nhịp nhanh phức bộ của ếch rộng đều mà đồng dương hết thì đây là nhanh thất rồi ha, nhanh thất. Ngoài cái này cũng chứng tỏ là bệnh nhân có cái nhát trung gian, nhát hỗn hợp, đây là nhịp nhanh thất ha, đồng dương. Còn ở đây là mình thấy cũng là nhịp nhanh phức bộ của ếch giãn rộng đều và hình dạng là lóc nhánh phải nè, hình dạng lóc nhánh phải. Trục của bệnh nhân này là trục vô định, D1 âm, D2 âm, là trục vô định AVR dương. Điều đó chứng tỏ là nhiều khả năng là đây là nhanh thất nè ha. Trục vô định có sóng dương ở AVR ha. Và nếu mà xét về hình dạng của phức bộ của ếch thì đây là hình dạng lóc nhánh phải phải không các anh chị, lóc nhánh phải, nhưng mà có một cái đặc điểm là đỉnh gì, hôm trước mình học rồi, nếu mà xét đây là nhịp nhanh phức bộ của ếch rộng mà dạng lóc nhánh phải mà có móc ở nhánh xuống của sóng R hoặc R mạnh, hoặc có nhánh xuống ở sóng ở nhánh xuống ở nhánh xuống có móc ở nhánh xuống có, hoặc là bị khuyết ở nhánh xuống có sóng R hoặc là có dạng QR thì mình nghĩ là nhanh thất ha. Nhanh thất thì cái đây là cái hình ảnh nè, mà hình ảnh này ta gọi là hình ảnh tai thỏ tai thỏ, hình ảnh tai thỏ. Bình thường con thỏ ở trạng thái nghỉ nó không bao giờ nó hai tay nó dựng đứng hoặc hai tay nó cụp xuống, mà một tay dựng lên một tay nó cụp xuống, thì cái hình ảnh này gọi là hình ảnh tai thỏ tai thỏ. Và nếu mà lóc nhánh phải thì cái đỉnh thứ hai phải cao hơn đỉnh đầu, đỉnh có nghĩa là đỉnh phải cao hơn đỉnh trái đó các anh chị ha. Còn ở đây hình ảnh này không phù hợp với lại đây nè, đỉnh thứ nhất cao hơn đỉnh thứ hai, không phù hợp với lại trên thất mà dẫn truyền hệ thống, hình ảnh này phù hợp với nhanh thất nha. Và ở V6 thì cũng tương tự, ở V6 thì đúng ra là hình ảnh của lóc nhánh phải là QRS ếch rộng thôi không sâu, ở đây nó có hai pha thôi là RS mà S nó sâu
R trên S nó nhỏ hơn 1. Điều này chứng tỏ đây là cũng hình ảnh của ở V6, cũng là hình ảnh của nhanh thất nha. Như vậy dựa vào hình ảnh thì đây cũng là nhanh thất nha. Nhớ hình ảnh tay thỏ, hình ảnh tôi đã để đưa con thỏ lên để các anh chị thấy hình dung tại sao tôi gọi là tay thỏ. Trục vô định à. Ở đây thì cũng nhịp nhanh phức bổ kết giãn rộng và đồng gì các anh chị, đồng âm à, đồng âm, đồng âm là nhịp nhanh thất nha. Nhịp nhanh thất ở đây trục lệch phải nè, có khả năng có nguồn gốc từ đường ra của thất trái nha. Ở đây thì mình thấy cái điện tâm đồ này cũng là nhịp nhanh phức bổ kết rộng, mình thấy cái tần số ở đây nè à, nó chưa tới 2 ô luôn, mà 2 ô là 150, cái này là khoảng 180 lần phút đúng không, là khoảng 180 lần phút. Có B đi trước không các anh chị? Mình không thấy có B đi trước đúng không, không thấy B đi trước. Nếu có B đi trước à, B hình dạng mà trục nó giống nhau thì lúc đó mình nghĩ tới là nhịp nhanh xoan, còn đây không có B đi trước nha. Không có B đi trước, phức bổ kết giãn rộng thì đây có thể là nhanh thất và có thể là trên thất mà bị dẫn truyền lệch hướng trong thất nha. Thì mình thấy hình dạng phức bổ QRS ở V1 thì rất điển hình của lốc nhánh phải RS, R phải hình dạng ba đỉnh, mà R phải thì cao hơn R nha. Khác với cái hồi nãy, và ở đây có dạng QRS S rộng nha. Như vậy rõ ràng là hình dạng rất là phù hợp với lại một cái lốc nhánh phải không có nghĩ tới là nhanh thất ha. Đây là một cái nhịp nhanh kịch phát, có thể là nhịp nhanh trên thất mà nó bị kèm theo lốc nhánh phải, nó kèm theo lốc nhánh phải. Cái này là một cái nhịp nhanh kịch phát trên thất do vào lại tại nút nhĩ thất nè, vào lại tại nút nhĩ thất ha, dẫn truyền ở dạng lốc nhánh phải. Cái phức bổ QRS 3 đỉnh ở trên đạo V1 tạo thuận lợi cho chẩn đoán là nhịp nhanh trên thất ha. Ở đây thì cũng là một cái nhịp nhanh phức bổ QRS giãn rộng thì mình dễ đọc là nhịp nhanh thất đúng không, mình sẽ đọc là nhịp nhanh thất ha. Trục lệch phải, hình dạng của lốc nhánh phải. Nhưng mà mình nhìn ở đây nè, mình thấy có sóng gì giống như có sóng đen, delta, sóng delta à, delta đúng không, sóng delta. Hoặc là nếu mà các anh chị sử dụng sơ đồ ruler thì các anh chị cũng dễ đọc ở đây là nhịp nhanh thất, tại tất cả hình dạng sóng R trơn hoặc là nhánh xuống của sóng của R nó có móc, và ở V6 là dạng S QS thì hoặc RS thì đây là hình ảnh của lốc của nhanh thất. Nhưng mà chính nhờ cái sóng delta trong cái cơn nhịp nhanh đây ở D3 V3 nó thấy rõ hơn thì mình nghĩ đây là nhịp nhanh, nhịp nhanh gì, nhịp nhanh vào lại nhĩ thất ngược, có nghĩa là nó nhịp nhanh đó nó do cái vòng vào lại mà nó, ở trong cái vòng vào lại nó có hai cái đường là nút chỉ thất và đường phụ, thì nó xuống theo đường phụ và nó lên cử cực nhĩ qua cái nút chỉ thất, mà xuống theo đường phụ thì nó cử cực thất sớm. Có nghĩa là theo con đường bất thường thì phức bổ QRS nó sẽ giãn rộng, nó không phải đi qua nút nhĩ thất nha. Thì do đó nó đưa tới nhịp một cái nhịp nhanh phức bổ QRS rộng. Thì hôm trước mình đã học rồi, trong cái phần vào lại nhĩ thất thì có chia ra hai là vào lại nhĩ thất xuôi và vào nhịp nhanh do vào lại nhĩ thất xuôi, nhịp nhanh do vào lại nhĩ thất ngược. Nhịp nhanh do vào lại nhĩ thất ngược thì nó dẫn truyền xuống qua đường phụ thì phức bổ QRS nó giãn rộng và phải phân biệt cái nhịp nhanh thất, mà cái này đôi khi khó, rất là khó.
Bởi vì cái này là nó dẫn truyền xuống qua đường phụ chứ không phải dẫn truyền lệch hướng. Do đó nếu mà các bạn sử dụng cái sơ đồ radar dành cho dẫn truyền lệch hướng thì nó không được, không thỏa nha. Thấy phức bộ của ếch đa dạng cũng rất là rộng, nhưng mà may mắn là nếu mà mình thấy được sóng delta hoặc là trên nền bệnh nhân có một hội chứng Wolbachia và sinh quai thì cái lúc đó mình nghĩ nhiều tới là trên thất mà nó bị dẫn dẫn truyền xuống qua đường phụ. Rồi điện tâm đồ này đo tại đơn vị chăm sóc mạch vành 2 giờ sau khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân này có da lạnh và ẩm, lú lẫn, có nghĩa là rối loạn chi giác, tưới máu ngoại biên giảm, có rối loạn chi giác và huyết áp thì tụt nữa. Thì như vậy bệnh nhân này nó vô choáng tim rồi, vô choáng rồi, choáng tim rồi. Thì điện tâm đồ ghi lại là một cái nhịp nhanh phức bộ của ếch giãn rộng, không? Thì nếu mà nhắm mắt á, thì mình cũng phải nghĩ tới đây là nhanh thất, tại với bệnh cảnh có bệnh tim thực thể đi kèm thì một cái nhịp nhanh phức bộ QRS rộng thì mình phải nghĩ tới là nhanh thất rồi, không có phân vân gì nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn hồi cứu lại coi coi thì các anh chị nhìn vô thì thấy đây là đồng gì các anh chị, nhịp nhanh phức bộ QRS rộng mà nó đồng âm, đồng âm thì mình phải nghĩ tới đây là nhanh thất nha. Bệnh nhân 60 tuổi có tim và điện tâm đồ bình thường trước mổ. Sau khi mổ cắt túi mật thì bệnh nhân đau ngực kiểu màng phổi chứ không có đau kiểu mạch vành nha. Thì điện tâm đồ trước đó là điện tâm đồ bình thường. Bây giờ điện tâm đồ thấy có phức bộ QRS giãn rộng và phức bộ và không đều, không đều. Thì đây không có B đi trước, không có B mất B. Thì đây là một cái rung nhĩ mà kèm theo lóc nhánh gì? À, đây là giao lóc nhánh phải ở V1 RS R phải cao hơn R, đây là lóc nhánh phải. Ở V5 là thấy QRS ha, đây là hình ảnh ba đỉnh của lóc nhánh phải. Tóm lại đây là một cái rung nhĩ đáp ứng thất nhanh kèm theo lóc nhánh phải ha, lóc nhánh phải. Cái này không nghĩ tới nhồi máu cơ tim gì hết nha, đau ngực kiểu màng phổi nha, không nghĩ tới nhồi máu cơ tim. Và điện tâm đồ thay đổi điện tâm đồ này là một cái rung nhĩ và lóc nhánh phải đi kèm. Đây thì cái điện tâm đồ này thì các anh chị thấy có một cái ngoại tâm thu thất và sao chở trở về nhịp xoang. Đây là nhịp xoang thứ hai và có một cái ngoại tâm thu thất đến rất là sớm. Rồi ở nhánh xuống trên đỉnh và nhánh xuống của sóng T và đưa tới một cái cơn nhịp nhanh thất, nhịp nhanh thất. Sau đó nhanh thất không kéo dài, trở về hai cái nhịp xoang nữa, có một cái nhanh thất không kéo dài nữa và trở về nhịp xoang. Thì các anh chị nhớ đây là hai cái cơn nhanh thất không kéo dài, đơn giản và không kéo dài. Nhịp xoang nè, có những cái cơn nhanh thất đơn giản không kéo dài. Bệnh nhân 60 tuổi nhập viện vì đau ngực sau sưng ức dữ dội, vài phút sau bệnh nhân khó thở và bất tỉnh, tức là có rối loạn chi giác ha. Huyết áp thì cũng không đo được ha. Rồi ha. Thì khi đo điện tâm đồ vô thấy nhịp nhanh phức bộ QRS giãn rộng và đồng gì, đồng dương, đồng dương thì mình nghĩ ngay tới là đây là nhịp nhanh thất. Cũng có thể cái rối loạn huyết động này là do rối loạn nhịp này các anh chị, do rối loạn nhịp. Thì cái vấn đề ở đây bệnh nhân này là đánh sốc điện càng sớm càng tốt. Khi đánh sốc điện trở về nhịp xoang thì bệnh nhân tỉnh trở lại, bệnh nhân tỉnh trở lại. Bệnh nhân 6 tuổi đang nằm viện thì than hồi hộp, tức là bệnh nhân có thể vô một cái cơn rối loạn nhịp gì đó. Và trên điện tâm đồ mình ghi á, thì thấy
không có B. Phức bộ QS hẹp thì cũng có B đi trước, mà nó hoàn toàn không đều. Như vậy đây là một cái rung nhĩ, rung nhĩ, và nó có những cái nhát nè. Đây là cái phức bộ QS giãn rộng, giãn rộng. Thì cái khả năng đây là ngoại tâm thu của thất ha. Và ở đây là có bốn cái phức bộ QS cho tần số nhanh. Đây là cơn nhanh thất không kéo dài ha, cơn nói chung gọn hơn nhanh thất ngắn, dạng lốc nhánh phải. Tại sao mình nghĩ là nhanh thất? Tại vì nếu mà lốc nhánh phải thì cái hình dạng ở V1 này nó không phù hợp với lốc nhánh phải các anh chị. Nếu mà lốc nhánh, nếu mà do dẫn truyền lệch hướng thì nó phải là R nhỏ S, R phải cao hơn R. Ở đây thì cái đỉnh đầu, đỉnh thứ nhất cao hơn đỉnh thứ hai nha. Thì do đó cái hình dạng này gợi ý nhiều tới nhanh thất nhiều hơn là trên thất mà bị dẫn truyền lệch hướng nha. Ngoài ra điện tâm đồ này cho thấy R nó không có tiến triển được từ V1, V4, V5, V6, không tiến triển được. Sóng R không tiến triển được. Và nó có âm ở V6. Trục lệch phải. Không biết có dày thất phải gì nữa không ha. Đây, trục lệch phải. Có khả năng dày thất phải không? Rồi. Bệnh nhân này 80 tuổi nhập viện vì khởi phát đột ngột, hồi hộp, kèm khó thở. Bệnh nhân tiền căng có suy tim và có một âm thổi tâm thu gợi ý hẹp van mạch chủ. Hẹp van mạch chủ. Thì cái điện tim mà mình ghi nhận thì thấy nhịp tim phức nhịp nhanh, phức bộ của ít giãn rộng nhưng mà nó không đều. Nó không đều. Rõ ràng mình nhìn là nó không đều. Chính không đều này là mình nghĩ tới đây là bệnh nhân bị rung nhĩ. Rung nhĩ và kèm theo lóc nhánh gì trái ha, ở V1 âm này, lóc trái hoặc hình chữ M ở đâu ở V6 ha. Đây là dạng lóc nhánh trái, trục là trái ha, trục là trái ha. Như vậy tóm lại đây là một cái rung nhĩ đáp ứng thất nhanh, kèm với là một cái lóc nhánh trái. Bệnh nhân nam 25 tuổi tiền căng thông liên nhĩ, nhập cấp cứu vì hồi hộp, mạch 170 lần phút, huyết áp 140-80, không có triệu chứng gì của suy tim. Thì trong cái cơn nhịp nhanh đó mình ghi được điện đồ, cái điện tâm đồ này nó nhanh. Đây là một cái nhịp nhanh, phức bộ của ít giãn rộng. Nhưng mà giãn rộng mà mình thấy có B không? Không có B đi trước ha. Không có B đi trước, nhìn ở V1, không có B đi trước. Đây là sóng T nha các anh chị. Đây cũng là sóng T, không có B đi trước. Mà không có B đi trước thì không phải là nhịp xoang rồi. Và mình thấy ở đây là hình dạng của một cái lốc nhánh phải ra điển hình RS R phải, mà R phải cao hơn R. Ở đây là QRS, rất là điển hình của một cái lốc nhánh phải. Và mấy anh chị nhớ bệnh nhân thông liên nhĩ thì thường thường hay kèm theo lốc nhánh phải sẵn rồi, có kèm theo lốc nhánh phải có sẵn. Và bây giờ bệnh nhân vô cơn nhịp nhanh thì cũng là một cái hình dạng lốc nhánh phải nữa, thì như vậy cái cơn nhịp nhanh là nhịp nhanh trên trên thất kèm theo lốc nhánh phải nha, kèm lốc nhánh phải. Bệnh nhân thông liên nhĩ là thường thường hay có lốc nhánh phải đi kèm. Và bây giờ bệnh nhân vô cơn nhịp nhanh trên thất có thể là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, và cái lốc nhánh phải nó đã tồn tại từ trước rồi, đã có từ trước rồi, do đó vô cơn nhịp nhanh thì cũng là giờ tạo ra một cái nhịp nhanh phức bộ của ít rộng, hình ảnh điển hình của một lốc nhánh phải. Như vậy đây là cũng là trên thất mà bị kèm theo lốc nhánh phải thôi. Lăm tuổi nhập viện đơn vị chăm sóc mạch vành vì nhồi máu cơ tim và hồi đang hồi phục tốt. Như vậy có nghĩa là bệnh nhân đã được can thiệp mạch vành hoặc là tái tưới máu rồi, và xuất hiện một cái nhịp phức bộ QRS giãn rộng đều, mà phức bộ QRS giãn rộng tần số khoảng 80 lần một phút. Phức bộ QRS giãn rộng mà không có B, mình nhìn đi kỹ, không có B đi trước đi sau nữa. Và mình thấy đồng gì các anh chị,
đồng âm nữa. Chính cái đồng âm này thì mình nghĩ đây là phức bổ của thất rồi, hoặc là mình thấy trục gì vô định và sóng dương ở AVR, như vậy rõ ràng là phức bổ này đi từ dưới đi lên là của thất nè, nha. Thì của thất, cực thất từ dưới đi lên ha. À, của cực, ha. Thì như vậy đây là nhịp của thất ha. Và nhịp tự thất mà tần số nó từ 60 tới 100 lận phút gọi là nhịp tự thất gia tốc. À, cái này là một cái rối loạn nhịp mà do tái tướng máu thì mình mới vừa nói hồi nãy ha. Mình đọc đây là nhịp tự thất gia tốc do tăng tự động tính. Đây là một bệnh nhân nam 80 tuổi đang sẽ đánh giá tiền phẫu để mà làm phẫu thuật á, xét nghiệm để đánh giá tiền phẫu thì thấy nhịp tim này nó làm sao. Đây là nhịp xoang, tần số là khoảng 75 lận phút, 75 80 lận phút ha, nhịp xoang. Ba nhát đầu là ba nhát xoang, sóng B dương ở đêm 2, D1, ABF và âm AVR. Như vậy đây rõ ràng đây là nhịp xoang. Có một cái nhát đến sớm đây, thì cái nhát đến sớm này không có bê phẩy đi trước, phức bộ QX giãn rộng, thay đổi STT và khoảng nghỉ bù thì R, R phẩy, R thì bằng 2RR. Thì như vậy đây là ngoại tâm thu của thất ha. Rồi đây là ngoại tâm thu thất. Mình phải coi để ý coi nó có hiện tượng R trên T thôi. Cái này nó nằm xa cái sóng T nha, mình không thấy cái hiện tượng R trên T. Rồi trở về đây là một cái nhịp xoang. Đây có khả năng là nhịp xoang nữa không? Đây. Đây. Và có hai cái ngoại tâm thu thất. Hai cái ngoại tâm thu thất này đi thành cặp, đúng không? Không có bê phẩy đi trước. Hình dạng nó khác nhau, đa dạng. Như vậy hai cái ngoại tâm thu thất này là đa dạng và nó đi thành cặp. Rồi sau đó trở về nhịp xoang. Tóm lại đây là nhịp xoang có ngoại tâm thu thất đa dạng đi thành cặp. Rồi kết thúc. Mình học tới đây là cũng rất là nhiều điện tâm đồ rồi ha, đọc tới đọc lui nhưng mà tôi đọc không à, các em không có đọc, các anh chị không có đọc, do đó để mà có thể mà có kỹ năng đọc được điện tâm đồ thì các anh chị phải, đúng ra là cái trước khi mà tôi dạy bài này thì các anh chị phải đã lực phải lấy cái điện tâm đồ ra và các anh chị tập đọc. Đọc rồi khi mà tôi đọc thì các anh chị thấy mình thắc mắc chỗ nào thì mình hỏi thì nó sẽ có hấp thu cái bài tôi nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà để tôi đọc không, các anh chị không đọc thì không có kỹ năng, và khi mình vô mình gặp một cái điện tâm đồ mình đọc không được ha. Phải đọc nhiều thì nó mới có kỹ năng được. Rồi các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Nếu anh chị không có thắc mắc gì thì mình dừng ở đây nha.